Trời, cái này ăn nãy giống như là bột mủ vậy. Nghe coi chầm giống bột mủ thiệt chứ bộ. Cái gần cũng ra rồi, lấy nó qua đầu bếp tôi nha. Chưa nó bị chỗ phòng mà nè. Tự do đi. Đúng. Là tan hoàn toàn. Đây có con gân, nãy mình ngoài chợ mình sẽ đổ ở đây ngâm. Ngâm khoảng bao lâu chị Năm? Nửa tiếng. Giờ đi thử ngay đi. Trời, cái này ăn nãy giống như là bột mủ vậy. Chầm la. Giống bột mủ thiệt chứ bộ. Cái gân cũng ra. Nhưng mà nó giống bột mủ quá. Mình chưa có nấu nó lên mà. Rồi nè. Để vô là nó sẽ tan. Vậy cái này cũng đâu còn ngâm nhuyễn mì mực. Nó gần 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 á, ăn sực sực á. Ủa vậy cái này có nấu không ta? Có, bỏ vô nấu nữa, bỏ vô nấu chung với con cá. Rồi mình lấy qua đầu bếp tươi nha. Nói chung là tươi khô thì nó cũng ra màu chán hả? Đợt trước lấy thử 4 năm qua khô thì màu nó cũng ra xanh vàng đó hả? Yes. Nước sôi không? Nước sôi ngoài đây nè. Có kiến. Kiến nào? Có kiến. Hai. Kiến hả? Kiến. Kiến lại lỡ rồi làm cho có protein luôn. Nó mà phơi khô lắm nó mới hết kiến. Rồi lát rồi được rồi. Nữa kiến hả? Kìa. Nữa thế hả? Nữa. Cái nó ngâm nào đậm đậm đấy đẹp. Gì được chưa? Nó hết mẹ nước thì còn nước nữa đâu. Hết rồi, hồi chưa hết rồi. Khi nhà làm bánh, thằng ở bên đây nó chơi game. Tỉnh. À, để trước nó ra màu cái gì? Ít nước không? Không, như vậy được rồi. Bỏ vô màu mà. Thôi nữa đi. Bỏ vô rau câu cho nó ra màu thôi. Nhiệt lắm rồi. Vậy là vừa rồi. Mình làm tới 4 màu luôn không? Đây là giống như mì gói. Nước sốt vừa màu. Màu này nè. Với màu lá dứa. 4 màu. Nhiều dữ vậy. Ra màu rồi nè. Làm nhiều quá làm có kịp không? Thì mình chỉ chế màu vô thôi chứ. Nước mình nông sôi. Để nóng nóng. Nóng lắm. Để đi chút chút nó ra màu. Cho nó sạp xuống. Cái này 4 năm bông là nó xanh vàng cái ly luôn á. Để lâu á, 20 phút, 10 phút chỉ xanh vàng. Đây mình sẽ chặt dừa, mình đổ rau câu ha. Lấy gì, lấy cái nước cốt không Ngân? Nước cốt, đúng rồi. Nước cốt rồi, bên ngoài kia là con mi đang gì? Đang xe lá dứa. Còn gì nữa? Hết rồi. Gì? Bông đầu bếp thì đang bông đầu bếp thì đang ngâm hay sao? Mi thì đi xay xay lá dứa. Còn ở đây nữa, nạo dừa. Đây nạo dừa, lát nữa đi xay dừa ra lấy nước cốt luôn. Nạo dừa, xay dừa. Nạo dừa hả? Xay chứ. Nạo. Vậy. Nạo dừa ai xay dừa? Nạo dừa. Ai xay dừa? Nạo. Nạo. Nạo hả? Nạo. Mẹ ra mua thêm chứ trái này. Lấy miếng cà phê thôi, đổ vô miếng cà phê. Đúng rồi, cà phê sữa. Chỉ có mấy cái thửng lấy cái hình trái tim mẹ đó. Trong tủ nó còn đổ một cầu gì nữa. Mẹ hả? Con không có mở con lấy qua đi. Chùm nho rồi trái tim nhóc mà. Chùm nho đi. Đúng, sinh nhật ổng làm nguyên một cái bánh kem chùm nho không? Đi đây lấy con câu rửa đồ lại chứ để vậy hay gì? Chút làm... lấy rửa sao lại đi để nước làm sao là. Cái này mình sẽ đổ cái bịch này vô ha. Đó, bịch này là nó ghi là khoảng 1 lít hả? 10 gram bò 1 lít. Khoảng 5 phút. Cái bột này là bao nhiêu gram ta? 50 gram. Trời ơi, vậy là 5 lít hả? Đúng rồi, bởi em nói là một bịch là 5 lít luôn. Rồi đổ 4 lít được rồi, 10 gram. Cái tô ra mới được. Mấy màu vậy? Cái này tới 50 gram lận.
kêu bệnh bệnh có giá không, em biết cái giá qua. Em đi đổ ít ra thôi mày, lát còn bỏ con câu vô mà. Thì biết rồi, nhưng mà đổ ra đặng mình lấy cái khúc dừa. Vậy là tốn nhiều tô lắm á. Còn nữa, bắt buộc phải đổ tô mà, không đổ tô thôi. Bỏ vô liền luôn hả? Bỏ vô luôn hay gì? Bỏ vô luôn đi. Bỏ vô liền hay là khoan cho ông có hướng dẫn nè. Không có được đâu, bỏ sôi vô nó bị cục rồi sao? Ừ đúng rồi. Mình khuấy đều. Mà phải đi ra. Đun sôi 5 phút. Đun sôi 5 phút. Mình có giá không mà lấy cái giá đổ cái thịt là tan hoàn toàn nè. Cho thêm đường hương liệu. Mình có thêm sữa vô không ta? Có bỏ đường. Em nhớ là mình đang có bỏ sữa nè. Mày bé này, xin mày để xem cái bầu cái đó nó thổi bay bột nữa chưa nè. Một bịch hả? Hai bịch? Mấy cái khay bày sẵn vậy hả Ngân? Ngân mày bày hả Ngân? Ừ. Ghê vậy. Sẽ ngon. Thì đây, đó. Hoa đậu bếp nè. Hoa đậu bếp chứ ha, hoa đậu bếp. Vô kia mày với mày vô dọn trời đây nè, ăn ăn dẹp kiếm đó. Cái này thì mình để tầm nửa tiếng là nó khô cứng lại là ok. Sau đó mình sẽ lấy ra mình ăn thử hoặc là bỏ tủ lạnh mình ăn dần. Nào. Đẹp quá vậy hai. Nè thành quả của Ngân làm. Mấy hình bông nào? Nè. Mấy hình bông nào? Mấy cái này nữa được rồi. Cái bông nhìn đẹp ghê vậy. Lấy tổ rồi nè. Khoan từ từ. Đem gì bán rồi lấy cái tổ trong cái gỗ là đi giao lại. Wow, cái này rồi. Đẹp sắc luôn nè. Đẹp ghê luôn á. Cho nó nửa bông nữa đi, con lấy mớ bông đó, mớ bông đó, con nửa cái này nè. Nó ăn đồng chia đủ đi. Mày lấy bông hết của bà mày. Bông một đống này bà nội ơi. Cái bông bự rồi nè. Bà sáu tám sửng. Cái bông bự đẹp á Ngân. Nè, cái này đặt lên, đặt lên, đặt lên đó. Trời ăn luôn. Thấu em bỏ. Cho chết. Nè, thấy chưa? Đẹp quá à. Để ta xin bà ra chụp hình. Cái trái đu đủ rồi không? Chính xác. Chùm nho kìa. Không có bậy quá ông trời. Chùm nho kìa. Lấy cái con nho. Chùm nho đẹp quá ha. Ồ, chùm nho xuất sắc luôn kìa. Xuất sắc.
đẹp quá à. Cái này đứa cá này nhúng cho nó thì nó chất qua mình. Nói gì được rồi. Tỏi phi thơm thơm mới đắp luôn nha anh. Bà kêu bà ngồi như con trâu được cuốn cái đầu, bây giờ mày bóp cái máu mày nặng ra chưa? Nó ngồi. Cái khuôn bên đây là sao với là ốc hả? Mi ơi, lại coi nè Mi. Đẹp lắm luôn. Mẹ cắt nghe, mẹ hay gỡ mẹ. Sao nhóc? Không, có này mẹ đây, nguyên tao cho mày miếng này nè. Thôi mẹ ăn đi. Đang chi tài sản? Con lấy cái gì đó. Cá nè, cá nè, cá nè. Đâu cá đâu? Nè con cá nè. Ôi ơi, con cá vú nu. Thôi thôi con ăn luôn nha. Trời ơi, cá nu nu vậy. Rồi tách lớp luôn rồi. Đó, thành quả của mình rồi, hai dĩa nè, thấy chưa? Đó, hai dĩa đẹp ghê không nè, cho coi coi cận nè. Đó. Làm con dừa. Bên đây nè. Con dừa đổ cũng dễ hơn cái này. Đó, ăn thử đi. Dễ đó, nó không phức tạp bằng cái này. Ờ, cái này trời đổ lâu quá. Từ này mình đổ ấy, từ sau mình đổ câu câu dừa. Xuất sắc nè. Đổ câu câu dừa không? Đó. Dễ đổ, mau, không có trời đổ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nha.